ác tính. Dạ. Ăn lần ba lá. Dạ. Sáng trưa chiều, sáng ba lá, trưa ba lá, chiều ba lá. Lá nhỏ thì ăn bốn lá. Dạ. Ăn luôn bốn lá hoặc là cái lá nhỏ nữa, cắt cái đọt xuống nhiều nè. Dạ. Ăn độ khoảng thuốc cỡ khoảng để đừng ăn nhiều quá nha. Dạ. Và ăn nhiều ngày. Đúng không? Ăn ngày cái bú từ từ nó tiêu luôn rồi, mất luôn. Dạ. Rồi mấy cái mục ở trong cổ họng nữa. Ăn nó cũng chịu luôn. Dạ. Cũng ăn hay vậy đó. Chi ở trong cổ họng nó ăn từ từ, nếu mà có nhiều nữa thì đắp ở ngoài. Dạ. Thuốc này là nếu mà trồng nhiều nữa thì đâm để chút muối chút phèn đắp ở ngoài một bú. Dạ. Còn không có đủ thì ăn không từ từ nó hết. Dạ. Hồi đó ta chỉ đã ăn. Còn bây giờ mình không có nhiều. Ăn không đi nhỏ kia tôi cứu nó hết trơn rồi, theo gã nó nổi một cái trong này bác sĩ chê rồi. Đó chỉ có nhiêu đó, sáng ba lá, chưa ăn ba lá, chiều ăn ba lá, ngày nào cũng phải ăn. Dạ. Chứ không phải có đi đâu phải bỏ túi theo ăn, được ăn lá khô à. Mình lấy mình nấu sắc nước mình không nấu, có nấu nhai ăn sống đã tao kêu mày nhai ăn sống rồi. Dạ. Nấu có tầm bậy à, nhai sáng xúc miệng rồi nhai nuốt ba lá vô, rồi trưa cũng vậy, trưa cái nhai ăn ba lá tươi vậy đó nha. Dạ. Chứ không có được ăn khô à, không có nấu à, chiều cũng là cắt ba lá ăn, ăn lá tươi không toàn bộ. Dạ. Không có nấu gì chân nên trồng mình lấy cái đọt cái chừng tắt là mình trồng được thì cắt nguyên khúc khúc gì nè trồng. Dạ. Cắt ngàn tài cục hơi cũng được chứ. Dạ, mà đắp đắp cái khúc gốc cho chơi chừa cái khúc đọt bao nhiêu đặng cho nó bò nó sống. Dạ. Trồng phải tưới nước ta, chứ mình trồng không có tưới nước nó chết queo rồi sao. Đem về cái bắt đầu khi ta lấy mấy cái lá chinh này đang đi. Yeah. Ăn thì bệnh đó, nó chưa chịu. Yeah. Là lần ba lá đó là cắt tàu cái đất lên trồng mát á. Yeah. Nó ươn ở dưới á, vừa trồng vừa ăn. Yeah. Chẳng là cầm nó lâu lâu hơn để trong tủ lạnh, hiểu chưa, để dưới đất ăn đặng cầm cho nó xanh, đặng nó mau hơn. Một là đúng, thứ hai nữa là thì nó uống đó, vừa uống nhìn dưới đất nhìn trong mát cái mình tưới nước. Yeah. Cái mình dưỡng lá mình ăn thì dưỡng thì trồng ở dưới này nó có lá, dưới này thì mình gỡ lớp lá này mình để dành mình ăn đi, đặng mình đắp đất đây nè. Yeah. đặng cho nó tươi cái bộ lá trước này, đặng mình ngắt bữa mớ mình ăn ngày ba ngày chín lá, sáng ba chưa ba. Yeah. Cho người ta là phải 9 là 10, 90, 90 lá là ăn được 10 bữa. Thí dụ mình cho người ta ăn tuần lễ thì mình nhân lên. Dạ. Kể khúc đọt người ta chứ. Bị dạ. Khúc đọt là cho người ta ăn, thí dụ lá đã hết rồi, khi ăn cái thân cây khúc thì nhiều là nó như bị sức rồi. Dạ. Ăn dài xuống rồi cũng phải chừa khúc gốc trồng luôn. Dạ. Chừa cái khúc gốc lại trồng luôn nha không? Dạ.
cho người ta ăn rồi để kỹ cho người ta trồng luôn, trồng dưỡng là để sau này là cho người ta ăn. Dạ, gì đâu có gì luôn nữa hết. Dạ, cảm ơn.